Xin chào các bạn Lại một ngày mới đã bắt đầu Và chúng ta đã chống chọi qua bao nhiêu ngày dịch Covid rồi Sắp sửa mở lại rồi đúng không? Và nghe nói là các bác cũng sẽ cho đóng cửa thép Thêm à, tuần nữa hay gì đó Mình không biết Nhưng mà ở nhà thì mình làm theo cách ở nhà à, Ok Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là gì các bạn? Quy trình Chỉnh âm thanh. Thật ra thì tôi biết rằng là có nhiều bạn đó không có thích cái cách mà tôi hướng dẫn các bạn. Tại vì cái cách của tôi hướng dẫn các bạn thường là nó 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 không có đi vô trực tiếp những cái vấn đề mà các bạn hỏi. Chẳng hạn các bạn hỏi bây giờ làm sao cho âm thanh hay. Và chị trả lời ngắn gọn thôi, làm sao cho âm thanh hay. Hay là các bạn sẽ hỏi là bây giờ âm thanh nó nó hay bị đứt trap bây giờ anh làm sao cho nó không bị đứt nữa ví dụ giả sử như vậy hay là kiểu giống như là bây giờ cái cái này đó, cái cần có equalizer hay không à, equalizer trước cái này hay cái gì gì thì tôi lại không có thích đi vô như vậy bởi vì nếu mà chẳng hạn như trả lời như vậy thì nó sẽ tùy 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 thuộc rất nhiều trường hợp khác nhau nên là ra tôi thường thường tôi sẽ hỏi tới hỏi tới hỏi tới thì cái tại sao tôi ra cái series quy trình cân chỉnh tâm thần Kỳ vừa rồi là cái đầu tiên tôi nói về cái sự quan trọng của gen Gen nó là như thế nào Cần phải hiểu thật rõ về gen Thì hy vọng các bạn sau khi coi video đó Các bạn đã hiểu thật rõ về gen rồi à Các bạn sẽ không có những câu hỏi đại loại giống như là cái gen của mình Bây giờ để ở mấy giờ à Cái đó thực sự ra cái gain và cái volume. Có nhiều bạn nghĩ là rất là dễ. Nó chỉ là to nhỏ thôi mà. Nhưng mà nó cực kỳ là quan trọng bởi vì cái sự rõ nét của âm thanh hay của âm thanh nó phụ thuộc rất lớn vào vấn đề đó. Chứ không phải là effect nhiều hay không hay là EQ nhiều hay không là sẽ giải quyết chuyện, được chuyện hay hay dở mà cái việc đầu tiên là âm thanh nó phải rõ ràng nó phải trong trẻo nó phải đâu ra đó thì nó mới hay được cái nếu mà nó không đâu ra đó nó không rõ ràng không trong trẻo thì cho các bạn có dùng nhiều effect quá nhiều hay là ít effect hay là sửa EQ như thế nào nó cũng không thể nào làm được âm thanh nó hay được nên các bạn coi lại cái tập trước làm sao để ghen cho nó thật là tốt thật là tốt có nghĩa là gì có nghĩa rằng là cái mức cái âm thanh của chúng ta nó luôn luôn nó nằm ở trong như thế này các bạn nhìn thấy cái hình này đây là tụi mỹ nó dạy à trong cái khoảng xanh như vậy là rất là ok khoảng vàng như vậy là cái headroom nè còn lại nè headroom bớt đi bớt đi headroom bị cắt nè cắt dần và cắt dần đó đây là cái headroom của cái khoảng âm thanh, à, và cái hát room nó nên có là như thế nào? Các bạn thấy đây đây không dB, đây là cái nó gọi là cái unity gain, đó nó là như vậy. À, Master compact FM ra đến loa là cái khoảng hát nó bị cắt dần cắt dần dần đi. Microphone hát room như vậy, lại sao hát room hát room nó phải lớn như thế này. đó Thì chúng ta canh gain làm sao? để cho cái khoảng âm thanh nó chỉ trong cái khoảng xanh thì thôi chứ nếu mà nó nếu mà nó mà nó, nó, mất cái khoảng xanh đó là thua à, nên thành ra hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn đi một cái bài về nó tên là signal flow signal flow có nghĩa là gì signal flow có nghĩa là <laughs> đây đây nói tự nhiên bấm qua rồi Mm, signal flow. This is signal flow. In this video, we are going to learn about signal flow. Signal flow is the path that the audio signal takes from the input to the output in an audio console. The signal first enters the console through an input. An input is usually a balanced signal that enters at mic level sometimes the signal may enter at line level which is 50 db higher than mic level the input passes the signal to the preamp which is controlled by the gain the preamp and gain raise the signal to the correct amplitude to pass through the console the signal then passes đi the dynamic limiter eq expander and deesser. the pfl or, pre fader listen is used to solo a channel for listen only in the monitor headphones. The signal then passes to a channel fader, which is used to adjust that channel's specific level during live mixing. Unlike gain, which is set at the beginning and held constant through the mix, the fader is used for fine tune adjustments during mixing. Then the signal passes through the pan, which can change the placement of the channel from left to right in a stereo mix.

sau khi chúng ta cắm nó vô thì nó sẽ phải vô cái preamp các bạn biết rồi đây là cái tiến trình mà tín hiệu âm thanh nó sẽ đi và chúng ta sẽ dùng gain để cân chỉnh à cân chỉnh cái mức độ vào vào khi, sau khi mà đi vô đây thì nó có một cái cửa ngõ ở đây là các bạn sẽ cắm cái đường insert 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 có nghĩa là khi các bạn có cái cục tube preamp hay có compressor ngoài này kia, các bạn sẽ vô đây. Cần đây là Dynamic. Dynamic ở đây nó sẽ gồm có EQ, à, EQ và compressor gate nếu các bạn có trong đó. Rồi sau đó nó sẽ đến cái phần Pre-Fader Level có nghĩa là cái nút mà để chúng ta chỉnh gain đó các bạn, các bạn nhấn vô đó. Rồi sẽ đi đến cái cần Volume. Từ cái vui cần volume này nó sẽ đến cái nút pan là bẻ qua trái phải. À, nó phần bẻ tín hiệu qua trái phải rồi đi đến cái phần mút là sẽ làm ngắt tín hiệu. Rồi nó sẽ ra cái phần tổng left right của cái phần tổng. Đó. Như khi cái, cái đây là cái phần tổng left right đây. Master fader nó nằm ở chỗ này đây. Sau khi cái phần ra master rồi thì nó sẽ ra qua một đống processor nữa chẳng hạn như EQ, compressor, crossover, ra power để ra loa. Đó, nó là như thế. Rồi, bây giờ quay trở lại chỗ này. Cái phần insert đây, hồi nãy tôi nói cái phần insert cái nghĩa là chèn chèn, uh, chèn những cái thiết bị ngoài sẽ gồm có compressor, gate hoặc là preamp, tube ở đó thì nó là pre của aux Đó. và qua đây nó cũng sẽ có aux luôn Đó. rồi sau khi nó có cái đây thì một số mixer nó có cái phần direct output để cắm ra để thu à còn cái này đây cái phần vừa rồi thì để, để chúng ta sẽ là để đến aux à đến aux đây 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 đến, đến đây đến đây cho ta thành cái hình luôn available at academyav Quay trở lại một tí xíu Để lấy cái hình này à, Mình cứ lấy cái hình mấy hình của tụi Mỹ là nó 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 ra hết tất cả mọi thứ cho mình cho thấy coi à. Oh. Ok lại mà rồi. Đấy, ok. Hình này. Đó, sau khi đến prefader lâu các bạn đến đây phần channel ở đây thì chúng ta sẽ có cái ốc đúng không ốc nằm ở đây ốc post fader nè các bạn bữa hôm nào tôi cứ các bạn cứ hỏi post fader là gì post fader post có nghĩa là đằng sau đằng sau cái fader đằng sau cái fader thì các bạn nối post ở đây thì cái đó là cái phần mà effect đó các bạn reverb hay là echo hay là bất cứ effect nào thì các bạn thấy đằng sau cái fader là khi các bạn chỉnh fader lên xuống như vậy Thì cái effect này nó cũng ăn theo luôn Còn cái chỗ này là cái pre-ox nè các bạn Là nó nằm ngay chỗ này Cái pre-ox nè Thì nó nằm đây thường thường hôm nay tôi nói là Để chỉnh cho uh, dàn môi to to môi to đó các bạn Thì nó nằm ngay đây Thì cái này nó gọi là burst Những cái này nó người đều gọi là burst hết Và nó đi đây Ra đến đây rồi pre-ox fader đây Rồi post-ox đây và tất cả những cái này thì nó sẽ ra đây cái phần return đó bỏ cái phần caption đi ra cái phần return ấy dạ <laughs> ra phần return này các bạn ra cái phần return để cái phần return này nó sẽ quay trở lại cái mister. đó thì tất cả cái quy trình của một cái hệ thống thường thường nó là chỉ như vậy à, thường thường nó là tất cả tất tần tật mọi thứ nó đều như vậy thì cái này là ở trong một cái mixer à, cái này là trong một cái mixer nội bộ của mixer đến đây là nội bộ của mixer sau đó đến đây nữa là nó ra đến cái phần power và những cái thiết bị xử lý khác rồi ra power rồi lo là vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói cả cái gen và ở trong nội bộ cái mixer ra cái gen ở hệ thống xử lý chỗ này. Các bạn thấy ở đây nó có GAN. ha. Rồi ở đây các bạn thấy gen cũng có là của gen của EQ nè. Gen của compressor. Trong cái compressor nó cũng có GAN đó các bạn. Rồi effect. Effect rõ ràng là các bạn thấy, cũng thấy nó có gen input và output level in out. Đó các bạn. Đó. Rồi mấy cái này nó đều có GAN. Thì vấn đề nằm ở chỗ. Chỉ, chỉ là vấn đề cân bằng cái gen giữa in và out. À, bây giờ tôi cho một cái ví dụ nhỏ nhỏ. Chẳng hạn như tôi, dư ký, mập. Thì những ông mập đều biết cái quy tắc hết. Chỉ có có làm hay không thôi. Và những cái quy tắc của mấy ông mập đó là gì? Các bạn ăn ít hơn, các bạn tập thể dục nhiều hơn, thì các bạn sẽ ốm xuống. Đó, quy tắc nó là như vậy. Còn nếu các bạn ốm quá, thì các bạn phải ăn nhiều vô. À, và tiêu năng lượng bớt lại hoặc là ăn ăn nhiều vô và tiêu năng lượng một cách tích cực chẳng hạn như là tập thể dục này kia thì nó cũng sẽ mập lên đó vấn đề nó là chỉ in và out là như vậy thôi thì cái gen đây đây cũng vậy tất cả mọi thiết bị các bạn đã đều thấy là input level và output level thì tất cả những cái đó các bạn phải cân bằng tín hiệu nó nằm ở trong cái mức xanh nó là ok đó nó là như vậy cái điều đó tôi nói thiệt với các bạn cho đến giờ phút này có rất nhiều người làm âm thanh Tôi dòm qua các bạn âm thanh Hay tôi dòm cách các bạn để gain hay là input output Là cũng đều sai à Tại vì nhiều khi các bạn thấy là chẳng hạn như Tôi ví dụ đây Trước đây là cái cục mà mấy cái cục effect À, Marco hay là effect chẳng dual effect. Thì cái phần input các bạn để ngay giữa, cái phần output các bạn cũng để ngay giữa. Cái tôi hỏi tại sao để ngay giữa? các bạn nói là bởi vì thấy những người khác người ta để ngay giữa nên mình cũng để ngay giữa cái uh, sau khi ca sĩ tại vì bạn sẽ học bạn đặt câu hỏi là như thế này tại sao khi mà em thử micro thì tiếng echo đã rất là ok rất đẹp nhưng mà khi mà bắt đầu ca sĩ hát vô có nhạc hay ca sĩ hát vô này kia thì tiếng echo bị bể hay là bị mất echo bây giờ mình mình mới nói ok rồi bây giờ bạn hát đi bạn hát, bạn nói thử gì phải không? Đèn tín hiệu nó sẵn rất là ok. Bây giờ bạn hát thử. Bạn hát thử đi, hát thử lớn lên cùng với gian nhạc cái cái đèn input nó màu đỏ lên lên. Cái mình nói bây giờ nó màu đỏ lên nên thành ra nó bị overload nên nó mất tín hiệu thôi, DSP nó mất tín hiệu thôi. Bây giờ bạn bớt cái input lại. Bớt cái input lại đi. Thì bớt input lại thì đương nhiên là tiếng vọt hay tiếng echo là nó bị bớt xuống. Nó bị nhỏ đi. Kê nói bớt như vậy em bớt như vậy thì cái tiếng vật tiếng echo nó nhỏ xuống kêu tôi mới hỏi nữa hú vậy cái hình output cái nút output đó tại sao bạn không tăng lên cái bạn nó nói nhưng mà cái output em để ngay giữa người ta ai cũng để ngay giữa để 12 giờ người ta dặn là để 12 giờ nó không dù em input của bạn bạn ít quá mà bây giờ ra ra tín hiệu ra xử lý nó là ít quá bạn chỉ bạn tăng cái output ra thôi đó giống như bạn quá cần thì bây giờ bạn end lại rồi bạn tập thể dục nhiều hơn và tăng output lên. Bây giờ bạn nghe tiếng eco như là lòng lòng ông, ô trời ơi, quá trời eco. Có bẻ không? Không bẻ. Không mất không? Không mất. Nhưng mà cái nguyên tắc đó bị hoài à? À, nguyên tắc đó bị hoài à? Nhất là những cục effect. À, những cục effect mà cái phần input nó quá nhiều là nó có bị overload. Mà khi nó bắt đầu nó bị overload, chuyện gì xảy ra? Là máy nó đứng hình. Máy đứng hình Thế thôi mấy cái đồ digital Nó sẽ bị kiểu giống như vậy Tại vì nó có digital gain à, Nó lại digital gain Nó khác với cái analog gain à, Digital gain thì nó khi mà nó đưa vô quá Thì nó cái bộ Khi các bạn đưa tín hiệu bạn vô cái Một cái máy mà digital Chẳng hạn như cục echo Thì nó sẽ phải qua một cái cục chuyển đổi AD Từ analog sang digital Thì cái cục AD nó làm việc quá tải thì nó sẽ bị làm cho cái máy của các bạn ví dụ cái cái con IC xử lý trong cái phần, D, bộ phần DSP của nó nó bị quá tải sẽ làm cho cái cục effect của bạn bị ngắt bị đứng hình. Đó có nhiều bạn sẽ khi sau khi mua cái cục em quan hành chẳng hạn. Nói sao em mua về cái em bị đứng cái cục này bị đứng là bởi vì các bạn bị cái tình trạng như vậy. Các bạn bớt input lại, đèn nó chỉ đèn xanh nhỏ 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 thôi, ít thôi. Bạn tăng output lên và các bạn nhất là cái nút mix, nút mix là cái nút mà cân bằng giữa tín hiệu mà không có effect và tín hiệu có effect. Các bạn đưa lên 100% cho tôi. Các bạn để 50% để làm gì? Các bạn cân chỉnh cái nhiều hệ effect ở cái phần Ox trên mixer. Việc gì các bạn phải để cái phần ốc cái phần mix nó chỉ 50%. Tôi là tôi cho hết 100%. Đó. Thì khi mà nó lên 100% như vậy thì cái bộ ad và da nó không phải làm việc quá tải thì lúc đó cái máy nó sẽ không bị dừng à, nó không bị à, dừng đột ngột để thôi nó không bị sớt đau thế thôi đó là vấn đề chính nhưng mà nói vậy nói cái hồi cái hồi cũng theo thói quen thói, thói quen là mình phải chỉnh lên để bằng đó ngay giữa ngay giữa như vậy tại vì sao bởi vì mắt mình đã quen nhìn như thế rồi giống như ngày xưa có cái vụ mà EQ là phải canh chỉnh giống như là một chữ V. Tôi hỏi ngày xưa có mấy nhân viên lớn tuổi làm việc cho công ty nhà Việt. Tôi vẫn hỏi Ủa tại sao chú cứ phải thích canh EQ là chữ V chữ V. Ông nói tại vì tao quen nghe như vậy rồi. Ủa cái tần số này chú có nghe thấy không? Tôi mới gần cầm cái cành 20 hạt, 25 hạt tôi gạt lên gạt xuống. Chú nghe thấy không? Nghe chứ đầu chú nghe chú nói thì nó khác rồi nó thấy tao thấy cảm Tôi thấy là tiếng bát nó sâu hơn đầu cái sâu nữa. cái loa nó chỉ đến 50 hạt thôi mà tôi đang cầm cái 20 hạt tôi đưa lên không có cảm giác gì nhưng mà ông cái não của ông bây giờ ok rồi nha rồi bây giờ ok chú nói là nghe thấy gì phải không rồi bây giờ nha chú nhắm mắt lại nha rồi tôi nói cái người bên cạnh dạ anh đứng làm chứng cho em nha em sẽ nâng cái cần 20 hạt này lên và đưa cái cạnh 20 hạt này xuống. Và chú sẽ nghe. Lúc nào chú nghe được hay không nha. Rồi bây giờ chú nhắm mắt lại đi. Ok. Không được hề hí nha. Rồi ok. Tôi nâng lên 20 hạt. Nâng lên maximum luôn. À. À rồi tôi nói. Để bây giờ cháu chưa có nâng lên. Thì ông, ông kia ông nhìn. Ông nói. Ông à. Lừa. À, lừa chứ. Ừ. Bây giờ tiếng bát nghe rất đã nha. Cho tôi kéo xuống cái. Rồi bây giờ. Cháu nâng lên rồi tiếng báo chú cảm thấy như thế nào Rất là phê, rất là phê Giờ tôi nâng lên đó tôi nói Giờ tiếng bác chú nghe, bây giờ cháu cắt rồi chú, chú, chú thấy tiếng bác như thế nào Ồ, oh, thiếu bác Vậy thì sao Điều đó có nghĩa rằng là gì Tâm lý Chứ không phải là thực tế người ta nghe được Mà người, tâm lý Người ta nhìn nó quen như vậy rồi Và người ta thích nó như vậy À, thích nó như vậy Thì bây giờ Quay trở lại vấn đề thì cái chỉ là tâm lý thôi Nếu các bạn thích, các bạn nếu các bạn thích cái cái tâm lý kiểu như vậy, tôi chỉ các bạn một phương cách. Sau khi các bạn chỉnh cái input gì lên một chút thôi, output là maximum gì? Các bạn rút cái nút nó ra, các bạn cắm lại cái vị trí, cái input các bạn để ngay giữa đi. Cái output các bạn rút cái nút nó ra, các bạn cắm lại vị trí, để ngay giữa. Để cho cái tâm lý của bạn, cái tâm lý của bạn bạn nhìn vô rồi đấy, không khó chịu. À, nó ngay giữa rồi, ok, ổn rồi, không đục đến nó nữa đó à, là một cách để chữa tâm lý ngay cả chẳng hạn như ngày xưa tôi đi căn âm thanh cho có một số bạn mà thích lớn à thích lớn cái từ này, đánh, tôi đánh trời tôi lên lên tôi nghe môi to lớn thấy mù nổi nhưng mà vẫn thích lớn hơn thích lớn hơn tao là phải lớn hơn mấy người còn còn lại nha phải lớn hơn mấy bạn còn lại cái tôi cũng tăng lên nhưng mà chẳng hạn như ốc ở đó là ốc một là môi to của ông tôi tăng cái ốc hai tôi bảo u uh, em tăng anh rồi đấy nha nghe lớn không lớn đã không đã ok chưa ok rồi à, biết chỉ là mình chữa cái bệnh tâm lý viễn sao là gì ông nghe âm thanh ông cảm thấy ok là được rồi là mình thành công rồi ah à, nói nói chơi vậy thôi nha ah à, nói chơi vậy thôi chứ các bạn làm hay không là tùy các bạn à, tôi chỉ nói vậy mà hôm nay tôi chỉ tập trung cái bài là gain in và out cái chuyện nó cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng tại cái signal flow nó lại như vậy rồi sau khi chúng ta đã hiểu cái gan như, như vậy như vậy như vậy rồi, rồi bây giờ, bây giờ các bạn mixer nó đã có eq rồi đúng không các bạn? Trên kinh nó có eq rồi. đó, có một số nó có compressor, có một số không. à, đương nhiên các bạn phải có cái cross server để các bạn chia quay ra. à, chẳng hạn như sub mid hai, đương nhiên các bạn phải có rồi. đó mình không nói. bây giờ vấn đề gì? à ngay giữa các bạn hay hỏi tôi là có cross-server rồi có cần EQ không? Hay sau đằng sau EQ mình có cần, uh, cần uh, đằng sau cái crossover mình có cần EQ không? Ai à, bây giờ, bây giờ tôi đặt ra những vấn đề sau đây. Thì các bạn sẽ tự các bạn trả lời được. Câu hỏi là bạn cần hay không cần. Thì khi bạn trả muốn trả lời được cái chuyện mà mình cần hay không cần thì mình phải hiểu nó là cái gì. Vậy cái compressor là gì? compressor là gì? Compressor là một cái cục đây. Có video minh họa luôn compressor là gì. Để coi nó nằm ở đâu. Nãy tôi thấy cái này tôi thích đó là bởi vì nó có đồ họa bằng hoạt hình mà mấy ông lớn lớn như tôi là khoái coi hoạt hình. À audio theory. Ok Compressor. Đây. Cho nó nói nhỏ luôn đi. Chứ không có là mình, mình, mình các bạn sẽ bị phân tâm. Đây là cái tín hiệu bình thường của chúng ta đúng không? Cái khúc lớn và cái khúc nhỏ nó có sự thay đổi. Đúng không các bạn? Đó, sự thay đổi đến đây dừng lại giùm tôi lớn nhỏ ôi trời quên quên nhấn phô xin lỗi các bạn nhấn phô tạm ngưng lớn và nhỏ lớn nhỏ lớn nhỏ à, thì cái 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 khoảng cách giữa chỗ này nè à, cực lớn và nhỏ đây thì nó lớn quá như vậy thì nếu mà giả dạ như Chúng ta không dùng compressor về chuyện gì nó sẽ xảy ra Khi âm thanh nó lớn quá như vậy Nó đạt đến cái mức peak Thì Nó sẽ bị bẻ tiếng Ok Bây giờ Tôi ví dụ cái như vậy là các bạn thấy ngay Tại sao chúng ta phải lấy giả Đây là lý do À Nói chơi thôi nha <laughs> cho một cái ví dụ cho cho, cho, cho bạn này, nếu mà thấy không đúng thì các bạn đừng có ném đá nha tại sao chúng ta phải lấy vợ các bạn làm tiền ra cuối tháng lãnh lương túi tiền của chúng ta là như thế này đúng không, đúng không? đến đầu tháng đó túi tiền của chúng ta nhớ là cuối tháng lãnh lương lớn lương sau đó, túi tiền chúng ta là như vậy cái đến cuối tháng ngày sắp sửa lãnh lương thì tiền của chúng ta nó chỉ còn như vậy Cái khoản chi tiêu của các bạn Không đều Lãnh lương xong Alo tao mới lãnh lương xong Ê tao cũng lãnh lương xong Giờ quất một bữa tới bên Ô, oh, mẹ Chơi vô đi nhậu Rượu gì cũng chơi Em nào mẹ đẹp nhất Kêu đây oh. Oh, dữ à, Giữ luôn Lương tháng 20 triệu Quất mẹ bữa nhậu 10 triệu còn 10 triệu mà anh đua cái gì? À, đến ngày thứ 15 trong tháng, ăn mì gói dài dài, mì gói, mì gói, mì gói, mì gói. Đúng không? Đó là chúng ta không có kiểm soát được cái mức chi tiêu của chúng ta. Đó, tôi là thằng học tài chánh, nên là mấy vụ này tôi, tôi đạt lắm. À, Vậy thì vợ nó làm cái gì? Vợ nó làm cái chuyện là lãnh lương xong, cái phải đưa cho vợ. Vợ nó cầm, nó cất, khổ chưa? Phải à, không? nó cách cách đi rồi rồi xong nó làm sao? Nó chi tiền rồi, nó nó phát tiền ra. Mỗi ngày chỉ cho 50 000 thôi. 50 000 50 000 Đi lên 50 000 làm cái gì? Ờ à, thì anh uống cà phê, uống nước lá này kia vậy 50 000 thôi, đi nhậu rồi sau nhậu được. Hả? À, 50 000 50.000đ 50 50 nghe. 50 Nhưng mà về ngày nào cũng ăn cơm có thịt có cá nữa, không có bị ăn mì gói hay rau muống, đúng không? Đúng chưa? À, kiểu, như vậy, không nói chơi vậy thôi Đúng hay không, không đúng thì không biết nha à, Kiểu giống như vậy Thì cái compressor nó là như vậy Nó làm cho cái tín hiệu của chúng ta Không có bị quá mức ở đây à Vậy thì nó làm gì? Những cái khi mà tín hiệu nó đi quá mức như vậy Thì nó sẽ bóp nhỏ xuống à Và những cái này nó nhỏ quá như vậy thì nó sẽ được tăng gen lớn lên. À, bóp nhỏ xuống và nơi này tăng gen lớn lên. Vậy cái này nó sẽ là cái gì? Cái này là cái threshold đó các bạn. Cái threshold. Và bóp nhỏ xuống bao nhiêu phần trăm? Đó là cái ratio đó các bạn. Ratio và cái threshold. Đây, ok chưa? Đây là cái hình ở đây. Đây là cái mức tín hiệu Đây là trong cái khung cho phép của chúng ta May chỉ được xài 50 ngàn mỗi ngày thôi Còn đây là lên 200 ngàn 150 ngàn Ví dụ giả như vậy Thì đây chỉ là 50 ngàn thôi Trong cái khoảng này 50 ngàn thì ok Maximum là 50 ngàn Còn nhỏ quá 5 ngàn thì được tăng gain lên Ví dụ giả như vậy Thì cái, ở đây cái, cái này nè Cách cái này xuống nè À các bạn thấy nào, nào. Cái này cắt à? cắt xuống đây nè thì nó là cái nút Press À và cái ratio compressor ratio nằm đây thì là mức bao nhiêu. Đó là như vậy thôi. Thì tất cả đây. Rồi chúng ta sẽ coi cái video này tiếp tục. Đây. Tăng lên dây chưa? Input gain à. Rồi cái threshold này nó kéo xuống nè các bạn thấy không? Đây, đó các bạn thấy cái này nó chạy theo là theo. Đó. Đó, thì nó là ok. Nhưng mà nếu mà giả sử như cái mức tín hiệu mà nó nó nhỏ quá thì các bạn phải tăng cái gain. Output uh, gain nó lên. Đó. đó. Thấy không? Các bạn thấy rõ không? Đây. Đó là compressor thôi. Cái compressor phải là như thế đó. Vậy thì cái gì cần compressor? Thứ nhất cái chống kích nè. Cái chống kích là khi người cái người đánh trống người ta đạp có lúc mạnh lúc nhẹ, Đúng không các bạn? Cái snare nè. Đánh mạnh đánh nhẹ nè. Và nhất là đánh hứng quá. Đánh disco tục tắc tục tắc tục tắc tục cái đẹp cái đẹp sướng quá, hứng quá là tắc 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 rồi rồi là âm thanh của chúng ta a a a a ừ được không? vậy chúng ta cần phải compressor cái snare nó lại thì kích xong ừ, gái đẹp gái đẹp hướng xuống là đến cái bài thứ hai bài bolero siêu như cơm nguội bài kia bài kia bao nhiêu hơi sức tuôn ra hết rồi tập rắc tắc tập mẹ mệt quá rắc tắc tập tắc tập à kích này snare này, đã cần compressor. keyboard cần không không guitar guitar bản thân nó có cục cục compressor nó rồi tiếng bass cũng cần compressor để làm cho tiếng bass bass nó tròn nếu mà cái ông đánh bass mà ông không có không có cục compressor của chính ông thì mình cũng phải làm compressor cho ông và quan trọng nhất là tiếng ca tiếng ca là tai có phải có những cái mic của tôi đây là tôi còn đang có compressor tại sao vậy để lúc, đó, lúc đó tôi nó hồi là tôi nổi hứng lên nó hét lên đây yeah, 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 yeah. là các bạn không bị điếc tai. Các bạn không nghĩ là tôi có compressor đúng không? Tôi cho các bạn thấy là tôi có đang xài compressor ở đây. Đây, cái compressor ở đây. Threshold của tôi là bao nhiêu dB? Trừ 26 dB nè các bạn. Trừ 26 dB. À, giờ tôi cho các bạn nhìn thấy cái... À, cái nhìn cái mô đi cho các bạn nhìn thấy dễ. Đúng à, không? Threshold nó lên trừ 26 dB. Ratio của tôi đang là bao nhiêu? Ratio Ratio 2.0 Và Gain tăng lên Gain trong tăng lên 7 Gain. Tại vì khi mà tôi nói nhỏ Thì nó cũng ok Chẳng hạn như cái lúc mà tôi diễn tả nhiều quá Thì nó à, nó sẽ ấy oh, đổi sang có từng có một Phải Thấy không? Hey, hey, hey Cái phần output nè Output này nó không có đi quá mà Phần đề, phần in nè In input nè Hey, 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 hey. Nó giảm xuống rồi. Đó. Bạn thấy không? Đó. Đó chính là compressor. Đây, đợi cái vintage này. tiếng nó hay hơn. Đó, và đây là cái gate. Để khi tôi không nói là nó cắt liền, thì tiếng nó không phải bị ồn. À, tiếng không bị ồn. Đó các bạn. Đấy các bạn thấy không? Vậy thì bây giờ các bạn cần compressor thì các bạn nhét cái compressor vô. Rồi cái EQ là cái phần graphic EQ đúng không? Phần graphic EQ. Cái đó có 30 cần. Các bạn cần hay không? À. Rồi cái đương nhiên crossover là cần rồi đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn hỏi tôi. Có cần cũng EQ không? Bạn thấy cái cần không? Nếu cái dàn âm thanh của các bạn bạn nghe bạn thấy bạn chỉnh EQ ở trên mixer nó chỉ có 2 mid low thôi chẳng hạn. Chỉnh nó nghe chưa phê, hình như còn thiếu cái tần số 12 ký rưỡi cho tiếng nó khào 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 tiếng 6 ký rưỡi tiếng nó khào khào chưa đã cái ngay cái tần số 250 hạt này mình thấy nó um 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 muốn cắt nó đi bớt à ngay cái một ký này cái tiếng này nó bị đanh quá mình cắt đi bớt chút đi chẳng hạn mình thích cái tiếng 16 ký cho nó len keng len keng tí chẳng hạn thì cái đó các bạn cần cái graphic EQ hoặc cái parametric EQ à Ví dụ chẳng hạn như tôi ví dụ đây. Đây là phần master. À. Ngay tần số 20 kg mình không nghe được được bỏ đi. Quên đi. 16 kg tiếng leng keng leng keng leng keng. À, hai tiếng nhỏ chẳng hạn. Nhưng mà đôi khi mà đứng chúng ta đưa lên nhiều quá. Các bạn đây ở đây tôi để flat, không có tăng giảm cái gì hết. À, nhưng mà khi chẳng hạn như các bạn cần những cái tần số nhất định nào đó để chỉnh theo đúng cái ý của các bạn muốn hoặc là ngay cái tần số này nó bị ung um quá 250 hệ, các bạn có thể kéo này xuống một tí chẳng hạn như vậy một ký các bạn có thể kéo hai ký rưỡi nó bị đanh quá à thì các bạn kéo vậy thì lúc đó các bạn cần phải mua cái lược à có nhiều bạn gọi cái này là lược vậy khi nào các bạn cần cái lược cái lược là khi các bạn đầu các bạn có tóc đúng không? không đầu có tóc thì chúng ta mới cần lược để chúng ta chạy còn nếu các bạn chơi các bạn cạo chọc cái cần lượt làm cái gì? Chẳng hạn có nhiều ông mua cái EQ để ngang hết. Cái tôi mới hỏi ủa anh mua cái EQ anh để ngang hết. Mày phải có EQ mày. Mày nói sao dàn mày có âm thanh mày có EQ ủa sao anh để ngang hết? đi tao để ngang hết bởi vì nó vậy là nghe được rồi. Bây giờ anh cần EQ làm gì? Nhưng mà phải có EQ. Ủa gì vậy? thì nó phải có ý kiêu vậy đó thì vậy thôi à vậy thì cái vấn đề nằm là sao vấn đề bạn phải có ý là bạn để cân chỉnh cái này thì khi mà muốn cân chỉnh cái tần số này như thế nào thì, thì các bạn phải có một cái máy đo rta cái máy đo rta để thường thường cái này cái dành ý này để làm gì để làm sao đo cái dàn âm thanh tổng của chúng ta nó cân bằng với cái dàn âm, âm thanh của nó âm thanh của nó cân bằng trong cái khán phòng đó cân bằng trong cái khán phòng thì muốn biết được nó cân bằng hay không thì các bạn cần phải có rta đó. còn nếu các bạn không có rta thì các bạn làm sao biết được là nó cân bằng hay không đúng không nên là phải có một cái đồ chơi nữa là cái micro bé bé RTA cắm vô một cái sao cạc RTA cắm vô cái iPad và phát tín hiệu pin noi thì khi các bạn cắm cái pin noi và phát ra thì lúc đó nó sẽ chẳng hạn như đây tôi có RTA tôi đổ bật cái RTA lên Đây, đây, đây để tôi cho các bạn thấy cái RTA này nó chạy ha. À, tôi thì có nhiều đồ chơi lắm. Hỏi là tôi biết à à. Uhm. Đây cho phát này chơi. Bật âm thanh này lên. kênh okay, lên. các bạn xoẹp 51 năm đây là cái bước sóng đó các bạn đây nó phát ra đây rồi đúng không bước sóng này đúng không rồi các bạn coi cái RTA nó chạy như thế nào nha đừng đánh số nó chạy lên à ví dụ thôi nha các bạn Đó các bạn thấy không Thì khi mà nó phát như vậy Thì cái RTA nó chạy Thì lúc này chúng ta nhìn cái Cái bảng RTA sau khi mà cái pin noise nó phát Và cái micro của chúng ta đo tín hiệu âm thanh Ở trong khán phòng Thì có thể cái khán phòng này Họ không được cách âm kỹ Không không được tiêu âm kỹ Tự nhiên cái tần số 200 này Tự nhiên nó nổi lên quá Cái tần số 2 ký này thì tự nhiên nó nó bị thiệt tiêu ví dụ giả sử như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ dùng graphic EQ hoặc parametric EQ à, để chúng ta cân chỉnh. À, chúng ta cân chỉnh thì parametric nó hay cái là nó chỉnh rất là chi tiết. À, chi tiết ở đây là sao? Khi các bạn dùng cái graphic thì cái này nó là một phần 3 ông ta đó định sẵn là vậy Là 1 phần 3 của ta Và cắt cái này Là trừ 12 dB Người ta định sẵn như vậy rồi à, Còn ở đây các bạn sẽ thấy Cái parametric ở đây này Ở đây chẳng hạn Khi các bạn vô đến số 3 này chẳng hạn Cái Q này à, Các bạn sẽ cắt nó ở bao nhiêu à, 0.5 cho lên đến 16 à, đó, Thì do cái này à, Do cái cái độ rộng hẹp của chúng ta đó. Và tần số nào cũng thật là chi tiết luôn à, Tần số nào thật là chi tiết luôn Thì cái ông này Nó chi tiết hơn cái graphic rất nhiều Graphic thì làm dễ hơn Các bạn gạt lên gạt xuống rất dễ Nhưng cái parametric Thì làm chi tiết hơn và hay hơn rất nhiều đến thành ra chính vì vậy những cái crossover thường thường người ta làm parametric và đến 8 cái parametric cho đến 9 cái parametric, tối thiểu là 6 cái parametric. Để chi? Để cắt từng tần số và cái độ rộng hẹp của cái khoảng đó cho thật chi tiết, đó là parametric. Chính người ta ít khi người ta làm cái graphic ở trong đó. Đúng, có vẫn có một số làm graphic, nhưng là hầu hết là làm chọn parametric nhiều hơn. Ok. Đó nó là như vậy. Các bạn thấy không? Vậy thì các bạn đã hiểu EQ làm gì rồi? Compressor làm gì rồi? Vậy thì bây giờ các bạn đã trả lời được cho chính các bạn. Các bạn có cần EQ không? Và nếu khi các bạn cần EQ chẳng hạn, thì cái EQ đó các bạn phải biết sử dụng chức năng của nó. Chứ không phải là gạt lên, gạt xuống cho giống cái thằng hàng xóm. Thằng hàng xóm nó gạt như vậy. Mình gạt như vậy. Chẳng hạn như thằng hàng xóm Nó cao 1 m 8 Nó nặng à, 90 kg nó, nó chơi gym, Nó tập gym mỗi ngày Ngày Nó ăn chín chén cơm Sáng 3 chén Trưa 3 chén Chiều 3 chén Mình Cao có Tôi à, cao có 1m64 Nặng Đến 72 74 kg là Tập gym thì mẹ lười Thấy không Toàn lười mẹ nằm, Toàn nằm coi phim này kia không với lại chơi Facebook không? Đó là nghe vợ nó nói vậy. À, nằm chơi Facebook này kia không? bà cũng đòi ăn sáng ăn ba chén, chiều anh ba chén, chiều anh ba chén thì các bạn thấy cái, hậu cái hiệu quả hậu quả nó làm sao là các bạn biết rồi đó. À, sẽ ra đường tiểu gọi là tiểu đường đó các bạn. Đó, thằng hàng xóm nó không hiểu đường nhưng mình là sẽ đi ra ngoài đường tiểu là tiểu đường. Ok. Đó. Nên khi mình hiểu đó rằng cái IQ nó là như vậy thì mình sẽ biết làm như vậy. Và cái gen của cái EQ Quay trở lại lần nữa Cái gen của EQ thì Khi các bạn thấy tín hiệu nó chạy đầy à. à, Đây có cái à, Có cái lên cái xuống như thế này Chứ tôi đâu có cho nó lên hết đâu Bởi vì khi, khi Đâu có là lên đồng loạt hết hay xuống đồng loạt hết đâu Nó phải có sự cân bằng à, Cái này cái gen của nó Trong cái EQ nó cũng có cái gen Và cái compressor nó cũng chỉ có cái gen và như thế nào các bạn biết ghen đẻ ở vị trí nào? Thì các bạn hỏi tôi cũng không biết. Chỉ có một điều có thể nói được chính xác cái điều đó. Đó là gì các bạn coi cái đèn xanh vàng đỏ. Chấm hết. Coi nó ở đâu. Chứ tôi không thể nói được là 12 giờ hay là 9 giờ hoặc là 3 giờ. Ở đây không phải là đi ăn cơm hay là đi làm việc. 8 giờ đòn đúng vô cơ quạt. 12 giờ đòn ăn cơm. Mà các bạn phải tùy theo tín hiệu vô nhiều hay ra ít thì để để gan của cái phần compressor hay là EQ ha. À, chỉ có điều cuối cùng này. Cái này thì rất là nhiều cái tranh cãi khác nhau ha. À, tranh cãi khác nhau. Và nếu mà thực sự mà nói để nói cái lý thuyết của nó ra á thì nó rất là phức tạp bởi vì nó, tôi phải nói về những công thức toán học hay này này kia này mà tôi không nghĩ là các bạn sẽ theo dõi cái livestream của tôi tôi lên đây là để tôi câu like kiếm tiền youtube đó các bạn bỏ đi các bạn không coi nữa làm sao tôi kiếm tiền à, ví dụ giả sử như vậy nên khi các bạn coi cái power à các bạn coi cái power hai cái nút ở ngoài phía ngoài đó ngoài đó bây giờ mình gạt qua những ông trung quốc những người Việt Nam Việt Nam tôi không nói họ là dở hay nhưng mà họ có những cái tiêu chuẩn riêng mà mình không biết thì mình không dám nói tôi chỉ nói là thường thường những ông làm power seat thì cái nút nó từ trừ vô cực cho đến 0 dB có ông lên cộng 3 cộng 6 gì đó tùy nhưng các bạn để 0 dB Để 0 dB nó là gì 0 dB đó là nó tăng cái khoảng headroom cái, cái khoảng crest. Ây da Không biết cái hình đó nó nằm ở đâu Ây da Tôi quên mất tôi lấy cái hình đó Ây da Thì cái khoảng <laughs> đẹp, Để... Thì tới tôi tớ sẽ lấy cái hình đó Thì cái khoảng Nói chung nó là như vậy cái power cái tín hiệu âm thanh nó chạy tới là chạy lui như thế này à thì cái cái khoảng mà gây rãnh hai cái voltage rail của nó trên và dưới thì khi các bạn tăng lên không thì nó là maximum của nó cái đó thật ra nó không phải là volume lớn nhỏ mà nó là độ nhạy của cái power à cái cái phần sensitivity cái phần độ nhạy của cái phần power nên các bạn cứ lên không số không đó thường thường không là maximum thì các bạn sẽ tăng cái hai cái rãnh đó tối đa tại sao vậy khi các bạn tăng hai cái rãnh đó tối đa thì âm thanh nó sẽ nằm ở trong cái khoảng đó nó sẽ thoải mái nhất à, nó không có bị clip tại vì nó lên đến cái giới hạn là nó bị clip còn nếu mà các bạn ở trong cái khoảng đó thì nó không bị clip nó không bị quá giới hạn đó dễ thôi ok chưa à nhưng mà tôi chỉ nói power cần những power khác thì xin lỗi các bạn mình không biết nha. Rồi, bây giờ tạm thời mình dừng đây. Tại vì quá. Wow, này quá trời nói quá trời nhiều trả lời câu hỏi. Chào các bạn, anh Hải ơi hôm qua khuyến mãi rồi. Áo jean đẹp quá. Ơi, cảm ơn bạn. Rồi. Bên này YouTube À, phải hiểu căn bản về âm thanh từ đó suy diễn ra cảm ơn bạn hello anh bảo cho hỏi thông số trở kháng đầu vào ba lăng hoặc anh ba lăng gì mà 10 kg ôm hoặc 20 kg ôm là gì vậy anh giải thích giùm em với Ôi cái này giải thích lâu lắm mà Mà đồ điện tử kia nó dài dòng lắm à, Nên thành ra bây giờ bạn cứ hiểu như vậy Cái 10 ký hay là 20 ký đó là line input Thường thường nó là line input Còn cái trở kháng thấp low impedance Chẳng hạn như là microphone đó thì thường nó, đó từ khoảng từ khoảng 200 cho đến 600 ohm tùy theo các bạn phải coi cái cái, cái hướng dẫn của nó có khi xuống 100 ohm thì các bạn coi đi Nghĩa là nhưng mà thường thường nó không quá một ký Nó chỉ có khoảng mấy trăm ôm Đó Thì nó là như vậy Thì có người ta gọi cái đó là trở kháng Thì đó là ôm oh, thì cái trở kháng Thì bây giờ các bạn coi lại công thức ôm đấy các bạn Nha ừ, Chào mọi người Nói cho em hiểu phát tín hiệu pin noi Tức là phải tăng master volume mà không mở nhạc Khi bạn phát ping noi có nghĩa là gì? Bạn phát ping noi là bạn bạn phát cái, một cái ping noi là gì? Ping noi là một tín hiệu, cái một cái dạng âm thanh mà nó chạy từ 20 hạt đến 20 kilo hạt. À, nó sẽ có tất cả các giải đều hết trong cái khoảng giải tần đó. Và khi các bạn phát ra, mục đích của phát ping noi là để cho cái micro RTA nó đo cái dàn âm thanh của các bạn tần số nó như thế nào nên khi các bạn phát pin noi mà các bạn phát nhạc hay các bạn đoạn nói vô thì nó sẽ phá cái mức cái tín hiệu đó đi thậm chí âm thanh ồn ở ngoài cũng không được không cho được cho ồn nữa à vậy chỉ để trong cái khán phòng đó thôi và chỉ để nghe cái tiếng pin noi đó thôi anh giải thích sự khác nhau giữa độ nhạy trừ 0 và 1.4 trên các power bữa nào để làm một cái livestream nữa thì cái livestream đó thì nó nó dài và nó chán lắm thiệt các bạn à nó chán lắm thiệt hồi đó tôi đi là tập huấn chung với ông mặc ti à cái độ nhạy đó khi mà nói ông mặc ti ông nói là tôi dịch lại nó kéo dài chừng khoảng tiếng đồng hồ mà nói thiệt với các bạn tôi nhìn xuống cỡ chừng khoảng 4 phần năm khán phòng là ngồi ngủ rồi À, bởi vì cái đó nó sẽ đến, đến công thức mặc dù ông mặc Ti ông rất là năng 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 đọc thì tới đi lùi ông vẽ bạn ông chứng minh này kia tất cả mọi thứ để cho mọi người hiểu nhưng tôi nhìn xuống 4 phần năm khán phòng là ngồi ngủ luôn à, mát quá ngủ ông nói ông mặc đi nói và tôi dịch cảm thấy êm tai ngủ nên thành ra về bữa nào nếu bạn quyết tâm thì uh để tôi suy nghĩ coi có nên nói không bởi vì nên nói xong hồi cái vô coi cái thoát ra hết <laughs> à, nhưng mà thôi bây giờ chỉ nói đơn giản như thế này nó có ba cái mức nó gọi là độ nhạy của power 1.4 1 chấm và 0.70 0.7 mấy tự nhiên cô không mấy đã là 0.7 mấy gì đó thì cái ngày xưa á thì nó là thường thường nó đều là 0 tự nhiên tôi quên mắt cái 0.7 mấy nó quen rồi ngày xưa nó là 0.7 mấy gần gần một chấm nhưng mà về sau này hầu hết là là 1.4 Tại sao vậy bởi vì tất cả tín hiệu digital cái phần headroom của nó phần gain của nó nhiều hơn nên người ta phải để cho cái phần cái độ nhạy nó nhiều hơn à Nói chung tóm lại là như thế này ba cái tất cả các power trong cái dàn âm thanh của các bạn các bạn phải để chung một độ nhạy điều đó cực kỳ cần thiết nếu các bạn để khác độ nhạy chuyện gì xảy ra những cái ông nào mà để độ nhạy lớn chẳng hạn như 1.4 nó sẽ kêu nhỏ hơn cái ông 0.7 kia rất là nhiều nhỏ chỉ còn thậm chí 1 phần tư thôi tôi đã bị rồi mới có vài vài anh lớn tuổi rồi đã làm âm thanh rất là lâu tôi đưa những cái power digital mới quest audio 9200 cho anh thử thì anh thử anh nói trời sao cái này kêu gì mà kêu tạ với vậy kêu nhỏ dữ vậy cái ổn anh hay so sánh thế nào anh so sánh với cái crowd 3600 mà kêu không bằng cái ủa anh, cái cái crowd 3600 nó lỗi đoạn nhảy là 0.7 mà anh cái này nó 1.4 mà ơ à, 1.4 0.7 cũng giống nhau đấy anh nó ở đâu có hai cái khác nhau hoàn toàn. Bây giờ anh muốn lên gì phải không? Tôi gạt xuống cái 0.7 trên cái Crash Audio 9002. Nó quánh cái sao, sao 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 tao nó quánh nó nhỏ sao mày quánh như lớn như vậy. À, đó là độ nhạy như vậy. Nhưng mà nói chung tóm lại là vậy, các bạn hiểu vậy. Các bạn để tất cả các power trong dàn của các bạn chung một độ nhạy Và các bạn đừng có nghĩ rằng là để 0.7 nó lớn hơn cái 1.4 là các bạn khoái để 1.7 không phải. Nó lớn hơn nhưng mà cái phần headroom của nó sẽ hẹp lại cái 1.4. Phần headroom nó lớn lên. À, nên là nó kêu nhỏ. Thì các bạn chỉ về cái tăng gain ở cái phần thiết bị đầu ra kia thôi, cái output của cái cố server hay gì đó các bạn tăng gain lên thì nó vô cái này thì nó cũng sẽ tăng, nó lớn lên thôi, đâu có gì đâu. Đó. À, chung một mức đội nhạy chung một cái. Ok ha. Rồi 0.77, quên lâu lâu quên. Già này quên. Studio Live 32 SC mixer có plug in nào mới ra hay mua cũng được. Vậy có vậy không bảo là sao? Studio Live 32 SC mixer có plug in nào mới ra hay mua cũng được. Trên đó thì theo tôi biết rằng là nó có những cái nó đã cho sẵn bao nhiêu plug in đó của compressor và của EQ đó thì đương nhiên nếu bạn thích thì bạn cứ việc mua thêm thì tôi đảm bảo các bạn thì những cái plugin đó thì nó sẽ hay hơn chuyện nói chuyện đương nhiên thì nếu mua hơn là mình có thêm đạn thôi mình thêm vũ khí thôi ha. À, là sự kiện tầm 5 đến 700 khách 500 đến 700 khách dùng dòng nào tiết kiệm mà hiện hiệu quả an? sự kiện bạn phải nói sự kiện nào trong club khác đám cưới khác hội họ à, để phát biểu meeting ấy là mình nhiều khi mình đi làm sự kiện hay là mình làm lễ khai trương cái lễ khai trương thì thường thường hát hát playback là chính mở nhạc lên cho mấy em nhảy múa tưng bừng rồi mời, mời giám đốc hay là bí thư tỉnh ủy gì, gì gì lên phát biểu vài ba câu thì đó là sự kiện à, thì cái sự kiện đó thì cũng tùy theo và cái tùy làm ngoài trời là chính hay làm trong nhà là chính hay gì, gì gì đó nhưng mà Tôi đã nói rồi Line Array nó có cái hay của Line Array Loa thùng Loa thùng á, những cái loa bình thường á Nó có cái tiện lợi của nó đó, Thì nó cũng tùy theo Nhưng mà những cái Line Array thì Các bạn phải treo cao và các bạn phải đánh xa Thì nó mới hiệu quả Những người ngồi gần 8 mét Thì sẽ không nghe hay được Đó, mà phải treo cao Đó là như vậy Line Array thì đang nói thì xin lỗi các bạn phải Line Array xin lai ray tàu hay lai ray dọn có nhiều rất là nhiều ông cứ ném đá tôi thậm chí bay vô chửi tôi đéo biết gì về thị trường mà không về đặt nói lai ray này lai ray kia chữ, chữ thề rất là thậm tệ tôi xin lỗi các bạn tôi chỉ lặp lại cái lời đó thôi chứ không phải đêm này đêm nọ này kia đấy. chuyện đó chuyện thực tế rồi tôi không thể nói đấy, chẳng tránh được à nên xin lỗi các bạn cái chuyện đó là chuyện thực tế nó như vậy à Thấy anh chỉ cần nói thế là ok. À rồi. Hay quá anh. À cảm ơn bạn. Loa công suất có active và có cross server có nên dùng co kéo ngoài không anh? Cross co kéo ngoài là sao ta? Loa công suất có active có cross server có nên dùng co kéo ngoài không anh? Tôi vẫn không hiểu câu hỏi này là như thế nào bởi vì... À, bạn 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 nếu bạn viết chính tả lại cho nó đúng hơn thì tôi sẽ có thể hiểu hơn à eco cao quá khó nghe quá anh eco cao quá khó nghe quá anh Ủa? hiện tại tôi bây giờ tôi đâu có dùng cái eco đâu ta à ý bạn hỏi eco cao quá khó nghe quá anh là sao tôi không hiểu nha cục đẩy mình nên xài mặt nào đánh súp hay và hiệu quả anh mặt nào ý ý bạn nói là class đó hả class ab hay là class uh, d hay là class uh, h hay là cái gì nè thì cái nào cái cái nào nó có cái hay của nó đó các bạn ví dụ as class ab thì tiếng nó nó gọi là tiếng nó giống như kiểu này, analog linear thì tiếng nó trầm cái class d hay là class d thì thường thường á uh, class d và class h h thì nằm ở giữa hơn class d thì tiếng nó rất là chắc à nó là kịch 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 nó chắc hơn là class AB nhưng mà ta những trầm mà nếu thì class AB thì có cảm giác là nghe tiếng nó sẽ mềm mại hơn cái đó là cảm giác thôi nha các bạn cái, đó, cái đó không, không biết chưa chắc được tại vì cái cái cục class audio của tôi 9200 mà đó là class D nhưng mà nghe tiếng nó vẫn cực kỳ mềm như thường à đó, cái chuyện đó nên thành ra nóng tùy theo các bạn phải coi cái nào ví dụ như cái class D mà cục nó có cực kỳ rẻ tiền nó cả chỉ mấy triệu bạc thôi thì nó sẽ dở hơn cái cục class AB 20 triệu tôi không phải nói là cái tiền nó sẽ quyết định nhưng mà nó cần phải cái này cái kia nữa à. nên là ra mình có nó khó so sánh chẳng hạn như các bạn hỏi ray với lại cái loa thùng cái nào hiệu quả hơn thì tôi đã nói nó đi nói lại rồi chưa chắc cái nào nó sẽ hiệu quả hơn bởi vì ngay ở bên Mỹ này và những cái kỹ sư hàng đầu họ vẫn cãi nhau hoài cái chuyện đó dùng loa Hollow hay là dùng loa ray tùy à cục đẩy nguồn sung nhẹ tiện lợi nhưng đánh lâu dài chắc không bằng nguồn xuyến phải không? Không. sai Nguồn sung xịn nó vẫn đánh lâu dài ầm 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 như thường. À. Còn nguồn xuyến đánh lâu dài cũng ầm ầm như thường. Cái chuyện đó không thể nói được. À. Chỉ có cái nguồn sung Switching trình là nó nhẹ hơn nguồn xuyến. Điều đó thì tôi khẳng định. À. Còn nếu mà nói rằng là cái nào bền hơn cái nào hay hơn thì tôi không có khẳng định là cái nào hay hơn. Lê như này cung cấp nhiều kiến thức cảm ơn bạn. Loa phun đấu cùng phân tầng trong loa có nên dùng phân tầng ngoài đánh loa bass riêng, trap riêng được không? Đó là đánh 3 way đó, phân tầng bên ngoài đó, à, là cái cục cái cục à, controller đó đánh power riêng ra rap riêng ra, mix riêng ra, bass riêng ra, cái đó đã có khá là nhiều live stream, video bạn nghe lại. Tại sao nó là như vậy? thì bạn nghe lại những video đó, tôi đã nói rất là nhiều lần về cái chuyện đó. Trên công ty Nhật Việt đã có cỡ chừng khoảng theo tôi tôi biết rằng là cũng có cỡ chừng khoảng ba bốn cái video nói về đề tài đó. À, rồi một tiếng rồi các bạn, rồi xin chào các bạn và hẹn ngày mai. Tôi sẽ live stream trả lời tất cả những vấn đề về đàn keyboard, đàn cọc PA. Tất cả những vấn đề về cọc PA. Các bạn muốn nghe, muốn hỏi về cái gì về cọc PA trong cái tầm nào tôi biết được. À, thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Từ neo và từ thường là đã, hôm nọ đã giải thích rồi. Từ neo là nó dùng một cái hợp chất đặc biệt. À, nó có trong đất hiếm thì nó làm cho cái cục nam châm nó nhỏ gọn đi và nó sẽ làm nhẹ hơn là cái từ thường thế thôi. Và khi nó làm nhỏ gọn lại thì nó sẽ làm cho cái loa nó nhẹ lại. Còn cái kia thì cái loa cái cái cục cục nam châm nó bự nên cái loa nó nặng hơn. Nhưng mà cái nếu bạn hỏi rằng là từ neo hay từ thương cái nào tốt hơn thì tôi khẳng định với các bạn không có cái nào tốt hơn cái nào nó đẫn là hai cái từ cả Chỉ cái từ neo nó nhẹ hơn thì điều đó là tôi chắc chắn nó nhẹ hơn và nhỏ hơn là điều đó là tôi chắc chắn và cái từ thường thì nó to hơn và nặng hơn điều đó là tôi chắc chắn nếu bạn hỏi rằng cái từ neo hay hơn cái từ thường thì tôi không chắc chắn nếu như em chẳng hạn Kappa Light và Kappa Pro 15A Kappa Lai 15A Hai thằng đều là Kappa Thì tôi nói thì với các bạn Nghe hai thằng Nó cũng xem xem như nhau Nhưng mà nếu mà thằng, thằng Kappa Lai Mà so sánh với thằng Delta Pro Thì Kappa Lai chắc chắn là Nó sẽ hay hơn cái Delta Pro Rất là nhiều Bởi vì nó là Pro Cái thằng này là thường à, và, và cái thằng này cũng sẽ nhỏ tôi Xin lỗi nhỏ chứ không phải từ thường xin lỗi đó là bị khác cái cái khác cái đẳng cấp đó. đó là như vậy còn tại sao cái từ neo nó lại đắt hơn là bướm nào cũng đã giải thích luôn rồi là bởi vì cái đất hiếm đó ông trung quốc là ông cái mỏ đất hiếm đó trên thế giới này có nhiều chỗ nó có nhưng mà chỉ có ông trung quốc là ông khai thác là nhiều mỹ này cũng có rất là nhiều nhưng thằng mỹ này nó rất là khô nó không có khai thác tại các bạn đã biết rồi khai thác đến hiếm các bạn đã biết cái vụ mà bô ở ngay trên Tây Nguyên tôi không muốn nói về chính trị nha Các bạn nào nói về chính trị tôi không biết nha đó nó chỉ nói rằng là Khi khai thác cái đất hiếm đó Thì nó sẽ nhiều hệ lụy Nó xảy ra Về môi trường Nó không tốt Nên thằng Mỹ này nó không làm Ông cho ông Trung Quốc Ông khai thác Thì ông khai thác đất hiếm như vậy Thì ông trả giá như vậy Thì ông ông biết có mình ông khai thác thôi Thì ông nâng giá lên Ông nâng giá lên Thì, thì cái giá của cái nó cao Thế thôi à. À. Rồi tiếp tục Trời sao nhiều câu hỏi quá ta uhm, Chơi ly có cùng một hiệu loa Nhưng kết hợp nhiều hiệu loa da Cùng một hiệu loa thì nó hiệu quả hơn Nếu các bạn không biết Nhưng mà thường thường là một hiệu loa thì nó hiệu quả hơn Còn nếu các bạn có đủ kiến thức Thì các bạn có thể kết hợp nhiều hiệu loa nhưng mà nói thiệt với các bạn, các bạn kết hợp nhiều hiệu loa thì chẳng hạn như lo full, cái lục thùng này, em mình thùng này, Black Widow, uh, à, trap thùng này, eminent thùng này, black uh, rx 22 thì tôi nghĩ là nó không hay, nó thiệt với các bạn. À, Tên nào có hay hơn từ thường, không lấy tôi trả lời rồi ha. Ơi, ok. Lo là từ thiên về tiếng Trung nên hú quá, có vẻ dư tần số chung điều này. Xin lỗi bạn Jimmy Fan, tôi trả lời luôn là sai. Nha. Ok rồi, chào các bạn và hẹn các bạn ngày mai cho cọc PA. Còn tuần sau thứ hai trở lại livestream tiếp về âm thanh các bạn nhớ nhấn subscribe kênh công ty Nhạc Việt để khi lên là nó sẽ thông báo cho các bạn là tôi đã lên livestream. Cứ đúng 9 giờ 30 tôi sẽ lên, có thể trễ hơn tí, có thể hơn sớm hơn chút nhưng mà 9 giờ 30 nha các bạn. Nhớ nhấn subscribe kênh công ty Nhạc Việt. Không tôi không có kiếm tiền YouTube. Các bạn yên tâm. Nhưng nếu các bạn muốn nghe thì các bạn nên dậy để thông báo. Và điều gì nó quen rồi hai thứ sáu là âm thanh thứ năm à, là khuyến mãi nha ba năm bảy thì thứ ba thứ bảy là đàn thứ năm là khuyến mãi còn những buổi kia lâu lâu hứng lên nếu các bạn hứng lên thì tôi cũng khuyến mãi luôn chẳng hạn hôm nay nếu các bạn nào thích khuyến mãi tôi cũng chơi luôn à và thêm điều gì nữa ta nếu các bạn có câu hỏi gì xin vui lòng để cò ở dưới tôi sẽ coi những cái cò ở dưới và tôi sẽ biết nói về đề tài gì tại nhiều khi mình có quá nhiều đề tài ha à, quá nhiều đề tài mà nhiều khi mà các bạn không biết là các bạn có cần đề tài nào không cần đề tài nào không thì tôi cũng không biết nữa nên là là, là nhiều khi tôi không có tôi không có nói được ha à, nên là, là nếu được thì các bạn nên để lại giúp giúp cho tôi nha các bạn ha rồi xin chào các bạn